Xin kính chào quý vị đang xem bản tin của báo tuổi trẻ và tôi là Thanh Vi. Thưa quý vị, cập nhật mới nhất bản tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 12 tháng 5. Tính đến trưa hôm nay, Việt Nam vẫn bảo vệ thành công vị trí đứng đầu, kế đến là Campuchia và Thái Lan. Việt Nam đang có tổng 188 huy chương, trong đó có 59 huy chương vàng, 57 huy chương bạc và 72 huy chương đồng. Trong buổi sáng hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục giành được hai huy chương vàng đến từ vận động viên Nguyễn Trần Thanh Tự ở nội dung Karom Ba băng Môn bida và vận động viên Nông Văn Hữu ở nội dung Nam Đao Nam Côn Môn Vào tối qua, kết quả trận đấu của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan với tỷ số hòa nhau 1-1. Điều này đồng nghĩa U22 Việt Nam được ngôi nhì bảng B và sẽ chạm trán U22 Indonesia đội nhất bảng A ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 32 trưa ngày 12 tháng 5, huấn luyện viên trưởng U22 Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam là đối thủ nguy hiểm. Đánh giá về U22 Việt Nam, huấn luyện viên Indra Safri nói: "U22 Việt Nam là đội nguy hiểm, họ có một huấn luyện viên mới, nhưng chúng ta có thể thấy bốn trận vừa qua U22 Việt Nam đã thể hiện ấn tượng ra sao. Hy vọng chúng tôi có thể chơi tốt và phong tỏa được sự nguy hiểm của họ." U22 Indonesia là đội duy nhất ở SEA Games 32 toàn thắng 4 trận, nhưng huấn luyện viên của họ vẫn tỏ ra chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Về phía Việt Nam, huấn luyện viên Philip Russo nói rằng ở hai kỳ SEA Games gần nhất, chúng ta đều giành huy chương vàng nên chúng tôi nhận trách nhiệm phải bảo vệ vị thế, đó là mục tiêu sau cùng. Thông tin nóng, Campuchia hủy vé lễ bế mạc SEA Games 32 đã phát hành trước đó, mục đích nhằm đảm bảo an toàn và trật tự. Trên Facebook chính thức của SEA Games 32, Ủy ban tổ chức SEA Games 32 của Campuchia đã ra thông báo chính thức rằng sẽ in vé vào cửa mới cho lễ bế mạc SEA Games 32 được tổ chức tại sân vận động quốc gia Marodop Teco vào ngày 17 tháng 5 nhằm để đảm bảo an toàn và trực tự tại buổi lễ. Các vé trước đó cho cả lễ khai mạc và bế mạc sẽ không còn hiệu lực. Nước chủ nhà cũng lên tiếng xin lỗi vì sự thay đổi bất ngờ này. Ngoài ra, họ cũng mong nhận được sự thông cảm của mọi người. Do số lượng chỗ ngồi có hạn, ban tổ chức đã không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin báo tuổi trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổi trẻ.vn, video.tuổi trẻ.vn, kênh youtube của báo tuổi trẻ. Xin cảm ơn.